Ngày 16 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động nhiều xe tải cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ và huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thu hoạch tiêu cho người dân theo văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức gửi trước đó. Trong ngày 16 tháng 2 đã có khoảng 600 nhân công tham gia hái tiêu cho người dân. Theo ông Lê Quý Thịnh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức, các xã sẽ xử cử những người hỗ trợ hướng dẫn việc thu hoạch sao cho hiệu quả, an toàn và tiết kiệm thời gian. Nhân viên y tế cũng túc trực để xử lý những sự cố nếu có. Việc hỗ trợ thu hoạch sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 2. Người dân trên địa bàn huyện Châu Đức rất phấn khởi khi có nhiều lực lượng cùng tham gia hái tiêu. Trong khi giá tiêu lại đang lao dốc, người dân cũng không đủ chi phí chi trả tiền thuê nhân công. Thì nhờ có lực lượng dân quân lên mừng, lên phù là rất là mừng luôn. Thật tình mà nói, cho tiền cũng mừng bằng công đâu. Tại vì tiêu giờ năm nay hạ giá quá mà giờ kiểu công mà cũng có nữa. Và hiện nay thì so với cái yêu cầu thì không có nhân công để hái. Do cái giá tiêu rớt thấp. Trước cái yêu cầu đó thì lãnh đạo huyện cũng đã có chủ trương vận động, huy động cái lực lượng dân quân tự vệ, rồi đoàn viên thanh niên, rồi các ban ngành đoàn thể để giúp cho dân hái tiêu, vụ tiêu năm 2019. Diện tích trồng hồ tiêu của toàn huyện Châu Đức hiện đang là 7.400 ha, diện tích thu hoạch 6.240 ha. Hiện nay cây tiêu bắt đầu vào vụ thu hoạch, giá hồ tiêu lại đang thấp, nông dân ít chú trọng đầu tư chăm sóc nên năng suất không cao. Hàng giá hạt tiêu đen khô khoảng 45.000 đồng đến 50.000 đồng một ký, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2018. Huyện Châu Đức dự kiến sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 2, cố gắng trong thời gian từ 15 đến 20 ngày tới sẽ thu hoạch xong tiêu giúp bà con trong huyện.